khi mình có đặt một đôi giày. Đây là một đôi cao gót kiểu basic, dễ phối đồ mà mình nghĩ là bạn nữ nào cũng nên có trong tủ đồ của mình. Nhìn shop đóng gói kỹ càng mà ưng chưa này. Sản phẩm khi đến tay mình thì không hề bị móp, méo, hỏng form hay xước sát gì. Dưới gót thì được lót lớp cao su đàng hoàng, đường kim mũi chỉ thì may cẩn thận, lên form rất đẹp và tôn dáng. Điểm mà mình ưng nhất đấy là đôi giày có quai các bạn ạ. Ai mà từng đi giày cao gót rồi thì chắc chắn hiểu cảm giác rằng những đôi giày không có quai thường làm mình đau chân hoặc khiến mình bị tuột gót, rất là khó chịu luôn ý. Vậy nên để lựa chọn một đôi giày đi hàng ngày thì đôi nào có quai và kiểu dáng basic chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của mình. Đi lên chân cho mọi người cùng chiêm ngưỡng độ xinh xẻo của em ấy luôn này. Ngoài ra thì shop còn có rất nhiều mẫu mã khác nữa, mình sẽ để link cho mọi người tham khảo nhé. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox một đôi dép cao gót siêu xinh luôn nha. Đầu tiên là mình thấy shop gói ghém khá là cẩn thận, phần gót giày được bọc bằng mấy lớp giấy liền. Đôi mà mình chọn là loại có 3 cái dây. Phần mũi của đôi này thì là dáng vuông nên khi đi lên chân trông cực kỳ trẻ trung luôn. Phần mình thích nhất chính là phần đệm đỡ này, lúc đi thì sẽ êm và đỡ bị đau chân hơn ý. Em này thì phần gót cao 7 phân, mình thấy độ cao khá là phù hợp, dùng để đi hàng ngày cũng được nè. Đặc biệt là mình thấy đi lên chân trông khá là thon ý. Em này thì mọi người có thể phối với các loại quần dài hoặc là váy dài cũng rất là xinh nha. Điểm trừ duy nhất mà mình thấy là phần đế sẽ hơi trơn một chút, nhưng mà với giá chỉ khoảng 150 thì mình thấy chất lượng quá là ok luôn. Hello Ola, đây là phần 2 clip tổng hợp những mẫu giày có gót vô 100 cành mà mình đã sở hữu nha. Em da bóng này bé bằng nên rất là dễ đi. Giày rất là cứng cáp và chắc chắn, mang em chân không có bị đau đâu nè. Rất thích hợp cho những bạn nào không mang được giày gót nhọn. Em quay mảnh là nhành yếu ớt vậy thôi nhưng mà mang rất là chắc chắn nha. Nó có 3 màu trắng đen với nút đập mình hốt về là tầm 99 cành á. Này thì nhìn mẫu hơi lạ một xíu, chắc là sẽ kén người mang. Cá nhân mình thì không thích em này lắm vì mình mang lên chân không có được đẹp. Còn theo các bạn thì thấy như sao nè? Alo Ola, nay review hai em giày này mà mấy bà không thích nói thì thôi luôn á. Đầu tiên tôi chọn màu be mang cho nó sáng chân, cao gót đế bằng cao tầm khoảng 5 phân. Khi mà sắp tụ trường rồi mấy bé học sinh mặc áo dài mang đôi này vô là xinh lắm luôn. Nghĩ chắc mấy bà nên lùi lại một size vì tôi mang size 38 nhưng mà bị dư một khúc á. Tôi tâm ti em này bên shop nước ngoài cũng lâu lắm rồi, nay mới phát hiện bên shop Việt Nam có nên hốt luôn cho lẹ. Đây nha, cái em dép này trong cái clip tổng hợp của tôi mấy bà yêu cầu review quá chừng nè. Dép cũng chắc chắn, không có chỉ thừa hay không có kêu lộ gì luôn. Trời ơi, mang vô chân sao mà nó xinh quá vậy nè. Thiết nghĩ cái em này mình mang đi chơi mặc với cái đầm maxi là bao hợp luôn á. Này mang được hai kiểu, bữa nào lùi lùi thì xỏ vô giống vậy thôi cũng đẹp nữa.